Rồi, chào anh em, chào tất cả bác đam mê âm thanh nhé. Thì nay em sẽ làm một video để giới thiệu những cái loại phụ kiện hàng cao cấp nha. Hàng này là những loại hàng em tuyển chọn về. Đó là những loại cọc CNC của Mỹ như thế này. Thì loại này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đó. Độ tiếp xúc của những loại như thế này là rất là ok. Và dòng cọc như thế này, loại này thì nó rẻ hơn nha. Đó, rất là chất lượng, rất là chắc chắn luôn. Nó và những bộ rắc bông sen như thế này. Đó, cho những bác nào mà muốn đi dây ở nhà. Và những loại cọc của Hà Lan. Đó, loại này thì rất là mắc này. Loại này một cặp 400 ngàn nhé. Hai chiếc, một chiếc 200. Và tiếp theo, đó là những chiếc rắc 6 ly như thế này. Một chiếc 30 ngàn nha các bác. Một chiếc 30 ngàn, một cặp là 60 ngàn. Đó, rất là xịn nhé. Và tiếp theo, em sẽ giới thiệu dòng cọc AV. Loại này thì cũng rất là ít bác cần, nhưng mà khi cần mà mình tìm một loại hàng xịn như thế này rất là khó nha. Rất là khó. Đây, dòng cọc CMC của Mỹ nhé. Cầm rất là nặng nha. Cầm rất là nặng nha các bác. Đó. Loại này thì được mở carbon. Đây. CMC USA này. Nó bằng đồng mà carbon. Đó, thì khi các bác mua về các bác hàn vào đây nhé. Đây. Độ tiếp xúc của nó rất là cao. Và loại này bên em bán hai chiếc như thế này, một cặp 200 ngàn nhé. Lấy hai cặp bên em bao ship. Đó. Còn cái loại cọc CMC này cũng bằng đồng 100% nhé. Loại này là cọc dài 280 một cặp như thế này, 280 nhé. Đây, cái này mình có thể dắt bắp chuối ngoài này vào này, dắt bắp chuối này, em lấy cái dắt bắp chuối này. Đây, chắc bắp chuối này dắt vào, nó rất là ok, độ tiếp xúc của nó rất là cao. Những chiếc loa của bác đang xài những loại thì nó sử dụng cọc nhỏ, nó dắt dây rất là khó, không dắt được bắp chuối thì các bác có thể mua về thay. Hoặc những chiếc loa mà những chiếc cọc bị oxy hóa, bị sét thì mình có thể mua về mình thay, thì độ tiếp xúc của nó sẽ ngon hơn, thì chất âm của nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều nhá. Đó, thì loại này thì bằng đồng 100% nhá. Em làm video rất là lâu rồi, rất là nhiều rồi. CMC Swiss này, CU nó đồng 100% nha bác. Rồi, tiếp theo đó là dòng cọc này. Loại này thì nó vừa tầm thôi, loại trung bình nhưng nó cũng rất là chất lượng nha, rất là chất lượng, làm bằng kim loại hết nha, cầm rất là nặng. Đó, dòng này bên em cũng bán kha khá. Và dòng này bên em đang bán với mức giá là 160 ngàn một cặp nhé, 160 ngàn một cặp, lấy 4 cặp em bao ship nhé. Và tiếp theo đó là dòng cọc của Hà Lan như thế này. Nó dòng này thì nó có chế độ khóa này. Dòng này thì quá cao cấp rồi. Gần hết rồi nha bác. Đây, dắt vào. Mình vặn như thế này là nó khóa lại này. Khóa lại, rút ra không ra luôn. Đó, chế độ khóa. Chưa có dòng nào làm được nhé. Rồi, rút ra. Đó, mở ra mới rút ra được nhé. Và giá loại này một cặp như thế này thì bên em đang để cho bác với giá là 400 ngàn, hai chiếc, một chiếc là 200 nhé. Hàng xịn nha bác. Đó, loại này thì quá chất lượng rồi. Đây, nhìn cái cọc như thế này là các bác biết độ chất của nó như thế nào rồi nhé. Đó. Và tiếp theo, đó là dòng rắc AV. Thì dòng rắc này thương hiệu của nó là XLO của Mỹ nha bác. Đó. Rắc đầu khóa này. Và giá em để cho bác với giá là 100 ngàn một cặp như thế này. 100 ngàn. Lấy 4 cặp bên em bao ship nha. 4 cặp em mới bao ship. Giá của em thì rất là tốt nha.
Đó, đầu sắc mỏ vàng rất là đẹp. Bắt vít sắc hòn nhé, mình hòn. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cái dòng này, nó dòng rắc 6 ly của hãng Litton, rất là bóng, rất là đẹp. Đây, đó, đầu rắc được mỏ vàng công nghiệp, rất là bóng nha. Đây, và mình về mình hàn cái lõi vào đây và mát vào đây là ok nhé. Thì em chỉ có giới thiệu sơ lược một số loại phụ kiện bên em như vậy thôi. Đó, bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Và cái này một chiếc như thế này là 30 ngàn nhé. Đó, 30 ngàn, rất là đẹp. Lấy 10 chiếc thì bên em sẽ bao ship nhé. Rồi, chào bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Thì các bác xem cân thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi, chào bác.